Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đăng video sử dụng xuồng tự sát tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn Sershkunikov thuộc lớp Robucha của Nga tại Biển Đen, khiến nó chìm xuống biển. Ngày 14 tháng 2, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã hợp tác với các lực lượng khác của quân đội để phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Sershkunikov thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Chiến dịch được thực hiện bởi đơn vị nhóm 13 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo trên Telegram. Cơ quan này cho biết tàu đổ bộ Sershkunikov bị tấn công tại vùng biển gần thành phố Aluka tại bán đảo Crimea. Lực lượng Ukraine sử dụng xuồng tự sát Magura V5 để tập kích con tàu, khiến nó thủng nhiều lỗ lớn ở mạn trái rồi chìm xuống biển. Các nỗ lực cứu hộ của đối phương sau đó không diễn ra thành công, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho hay. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Cơ quan này cùng ngày thông báo đã đánh chặn 6 thiết bị không người lái của Ukraine ở Biển Đen.